Không có anh em nào lạc quan cho Thiên Vương với một pha kết thúc hay không đây? Pha vung chùy quá tốt của Thiên Vương Bang không thể kết thúc trong tình huống vừa rồi. Khi mà cây chùy là băng sát ngoại công 97 điểm và sát tường vật lý ngoại công là 71%. Một cây chùy thật sự là gây sự lo lắng cho cầu thủ Gami. Chào Nhật Tiến nhá. Và chúng ta thấy là nón làm chậm 30, dây chuyền kháng tất cả 10, áo mộc phục hồi 40, bao tay chậm 30 nữa là 65 chậm rồi, ngọc mũi chậm 30 nữa là đủ mốc làm chậm 80. Chúng ta thấy 3 món kháng băng đó là 15, 15 và 16. Và đôi giày top 40 nữa. Khi nhìn thấy set đồ này thật sự là lo lắng cho Nga My rồi nghe bạn. Set đồ Nga My không có lợi thế, trong khi cây chùy của cao thủ Thiên Vương Bang là khá tốt. Vâng, trận đấu đã chính thức bắt đầu rồi. Chắc chắn Nga My sẽ phải sử dụng hết cái khả năng tính toán của mình, sự khéo léo trong di chuyển để né những đợt áp sát của cao thủ Thiên Vương Bang. Anh đang để vòng lưu thủy dưới chân để thêm tốc độ chạy, để những pha di chuyển của mình sẽ lẹ hơn, né tránh được những đợt tiếp cận của Thiên Vương Bang. Liên tục là những pha chặn đầu của cao thủ Thiên Vương. Nhưng mà chúng ta thấy thì cao thủ Nga My cũng đã di chuyển tốt trong những giây phút đầu tiên này. Vâng, đã có 3-4 đường di chuyển khá tốt của cao thủ Nga My, chứng tỏ kinh nghiệm bản lĩnh đấu trường của anh ta. Một pha tiếp cận của Thiên Vương Bang chưa thể kết thúc trong tình huống vừa rồi. Những pha đeo bám liên tục của cao thủ Thiên Vương Bang. Seo đang theo cho cao thủ Nga My. Ở đẳng cấp này nếu để sơ sẩy, Nga My để sơ sẩy thì hoàn toàn có thể bị kết thúc anh em ạ, với những pha nhân đam của cao thủ Thiên Vương Bang. Pha tiếp cận tốt của Thiên Vương, Nga My đã thoát ra ngoài được rồi. Tiếp tục là những pha tiếp theo, đã có những điểm đam nhất định cho cao thủ TVB rồi. Nga My đã xuống ngựa và có những đợt phong sương rồi. Khi xuống ngựa chắc chắn sẽ để lộ ra những cái sơ hở. Liên tục là hai đợt chùy trúng người của Nga My. Phong sương tối ảnh tiếp tục đã xuất trong lôi đài. Thời gian thi đấu của trận đấu này là 6 phút và bây giờ đã trải qua hơn 1 phút rồi. Nga My đã xuống ngựa khá là sớm. 2 phút đã trôi qua. Vâng, những đợt phong sương vẫn đang cố gắng chạm vào người của cao thủ Thiên Vương Bang. Trong khi đó Thiên Vương Bang đang bị những phong sương tối ảnh ngăn chặn những đợt tiếp cận của mình. Đến thời điểm này thì anh em còn lạc quan cho TVB hay là cho Nga My đây? Anh em dự đoán là Nga My sẽ win hay là Thiên Vương sẽ win ở trong trận chung kết này? Những đợt di chuyển rất là hợp lý của cao thủ Nga My. Chỉ 1 đến 2 phong sương thôi, anh đã tiếp tục di chuyển ra khỏi phạm vi tầm đánh của cao thủ TVB. Liên tục là những điểm đam đang thuộc về cho cao thủ Nga My. Vâng, đoạn hồn tích vẫn chưa thể làm gì được cao thủ Nga My trưởng rồi. Nga My tiếp tục lần ngựa sau khi đã có rất nhiều những điểm nam mang về cho mình. Một số anh em đang bình luận là Nga My đã win rồi. Vâng, 3 phút đã trôi qua. Một pha tiếp cận của Thiên Vương nhưng mà không thể nhấc tay trong tình huống này, khi mà những cái phong sương của Nga My là rất khó chịu. Nga My tiếp tục lần ngựa rồi. Vâng, Nga My không phải lấy lối đánh cực đoan. Anh không di chuyển trong hầu như trận đấu mà đã xuống ngựa khá sớm để đam những cái phong sương, lấy đam từ rất sớm. Một lối đánh có thể nói là cũng cực đẹp của cao thủ Nga My. Thiên Vương thì đang gặp phải những khó khăn khi mà những cái đòn phong sương tối ảnh đang khiến cho anh không thể áp sát được Nga My, và khi áp sát thì không thể vung chùy lên. Nga My đang di chuyển khá tốt, những đợt phong sương rất là lợi hại. Pha tiếp cận của Thiên Vương Bang vẫn không thể rút máu của Nga My. Thời gian còn 2 phút nữa cho trận chung kết của Nga My và Thiên Vương.
Chào tất cả anh em mới vào sau nha anh em ơi. Chúc tất cả anh em buổi tối an lành và thật nhiều sức khỏe ạ. Anh em đang đến với trận chung kết của môn phái Thiên Vương và Nga Mì ở giải đấu Đại hội Anh hùng Võ Lâm S11. Đại gia ký sử, máy chủ mỗi người một đặc tài. Vâng, chúng ta thấy diễn biến ở trận đấu này, khi mà đến thời điểm này thời gian còn tầm 1 phút 30 giây, Nga Mì đang là người chiếm lợi thế với những pha ăn đạm, liên tục là những cái phòng sừng trúng người của Thiên Vương. Thật sự là quá khó cho Thiên Vương nhấc tay trong những cái pha áp sát của mình. Khi mà chúng ta nhìn thấy cây chùy của Thiên Vương thì đã có những cái sự lo lắng đến cái vị trí của Nga Mì. Nhưng đến thời điểm này, khi mà đã vào trận đấy thì chúng ta thấy là Nga Mì đang áp đảo hơn so với Thiên Vương. Mặc dù cây chùy của Thiên Vương là cực bén anh em ạ, băng sát ngoại công 97 điểm và sát thương vật lý ngoại công 71%, nhưng cây chùy đó đến hiện tại thì vẫn chưa phát huy tác dụng. Thời gian còn 60 giây nữa thôi. Đến thời điểm này thì có lẽ Nga Mì vẫn đang là người chiến thắng về điểm đạm. Và Nga Mì vẫn đang hit and run và di chuyển để né những cái tầm đánh của cao thủ Thiên Vương. Thiên Vương vẫn đang quá khó trong những pha có thể nhân đam của mình. Đột biến vẫn chưa xảy ra trong trận đấu này. Thời gian còn 40 giây. Một pha có thể nói là ăn rất nhiều đam của Nga Mì. Chúng ta thấy trong pha vừa rồi thì Thiên Vương đã mất đi quá nhiều máu. Cây máu của anh chỉ còn tầm 10% thôi. 20 giây còn lại của trận đấu. Có anh em nào lạc quan cho Thiên Vương với một pha kết thúc hay không đây? Pha vung chùy quá tốt của Thiên Vương băng, không thể kết thúc trong tình huống vừa rồi. Chúng ta thấy cây máu của Nga Mì đã rụt, nhưng mà vẫn chưa là trắng cây và vẫn chưa thể đăng xuất cho Nga Mì. Vâng, trận đấu đã kết thúc bằng điểm đam rồi. Chào tất cả anh em mới vào sau nhá. Vâng, như vậy là đã không có pha đột biến. Pha cuối cùng thì chúng ta thấy là cây máu của Nga Mì đã thụt, nhưng mà Nga Mì vẫn đã nhồi máu và kết thúc trận đấu bằng điểm đam. Như vậy là sau trận đấu vừa rồi thì ABC, cao thủ Nga Mì đã chiến thắng về đam và lên ngôi Võ Lâm Minh Chủ buổi tối ngày hôm nay rồi. Chúc mừng cho cao thủ Nga Mì.